xe đây mà như là coi. Đảo bão nha. Đây con đây sẽ mừng đang thu hoạch lúa cho người dân tộc Khmer các cái núi. Hoạch lúa các bạn ơi. Chọn là con thôi anh. Rồi chồng quá rồi các bạn ơi. Bên xì lì luôn. Không, lại vô này. Đây, đồ công nhân chồng á rồi các bạn ơi. Thank you.
gà nó gắt hết trơn á. Bữa nay rất trưa rồi nè. Vô miệng luôn quá rồi ăn đó đó. Ô, chết rồi. Đây là cảnh anh em có lúa vô miệng nè, hốt cho người ta có chịu không cát để gì. Trả không trả tiền thôi chứ biết sao giờ. Đây là cắt lúa này, cắt không trả tiền nha các bạn ơi. Các bạn coi nha, nó hay like subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn.